xin chào mọi người ạ. Sau 3 tiếng đồng hồ vận chuyển từ kho của em ở Sơn Lâm Hà Nội thì sau 3 tiếng của anh khách ở Bình Minh. Đây là một chiếc máy 76 man và góc hoàn toàn mới. Anh đã thứ nhất là dành sự tin tưởng cho em Thanh, và thứ hai là anh có một sự yêu ái nhất định dành cho riêng bản thân em và quý công ty cổ phần đầu tư 5/5. Trước tiên em xin cảm ơn anh và chúc anh và tất cả quý hàng một ngày mới tràn đầy năng lượng. Em xin cảm ơn. Em xin giới thiệu thêm, đây là chiếc máy nhãn hiệu Le Mans quý anh nhé, thuộc công ty cổ phần đầu tư thiết bị 595, nhập khẩu và phân phối thị trường. Chiếc máy này sản xuất tháng 6 năm 2021, bản đầy đủ không cắt cấu hình. Yeah, quý anh xem trực tiếp ạ. Đơn vị vận tải giao hàng tận nơi. Chiếc máy này thì bao gồm một gầu xúc và một kẹp gỗ. Có rất nhiều sản phẩm cùng loại thị trường, nhưng mà có bên thì người ta làm đầy đủ, còn có bên thì người ta cắt cái này cái kia. Thì cũng có rất nhiều chi tiết và có nhiều phần mà quý hàng phải lưu ý trước khi mua hàng. Đây ạ, xưởng bóc gỗ đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hơn 3 tiếng đồng hồ đi từ Hà Nội. Xin cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ em.